đón nhận em Thu từ vòng tay của bố mẹ. Và cũng con xin nói với bố mẹ là đây không phải là trách nhiệm, là quyền lợi của con nữa. Và trước đây con đã nợ mọi người một lời hứa là kết hôn, thì hôm nay thông qua lễ vu quy này, con xin phép được báo cáo mọi người là con đã thực hiện trọn vẹn và thành công lời hứa này. Và con xin phép được hứa thêm một lời hứa nữa là sẽ yêu thương và chăm sóc em Thu với tất cả tình cảm và những điều kiện tốt đẹp tốt nhất như lời bố mẹ nói. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors every time. Khi giao con gái bố cho con Hồng Đức để chúc hai con là như thế nào là lúc yêu thì lại thương yêu nhau nhiều, nhưng mà đến bây giờ thành vợ thì chồng phải yêu nhau gấp đôi, gấp ba, gấp bốn nhá. Can I hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us away. Tell the world about the love we making. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours.